xin gửi một lời chào nồng ấm đến vị trí ghế nóng của chúng ta là ghế nóng với hai quý ông xuất sắc ở cạnh tôi người mà các bạn đều biết và đây là sau sự kiện trực tuyến đầu tiên của crowd one mà tôi mong các bạn đều đã xem vậy hãy tiếp tục từ đó để đến với buổi nói chuyện chi tiết và riêng tư với sonat eric warner và nhà sáng lập độc nhất của ict và đồng thời là Johan Stel von Holstein, CEO độc nhất của ICT. Tôi nghĩ rằng trước hết hãy cho tôi biết các ông nghĩ gì về buổi hội nghị trực tuyến đầu tiên để làm đà cho câu chuyện nào. Đó là một chương trình tuyệt vời, nhưng nó có giống như những gì ông đã hy vọng không? Chúng ta có thể bắt đầu với ông chứ. Được rồi. Đó là một trải nghiệm thực sự khá thú vị đối với tôi. Nó rất khác khi bạn không có 8, 10.000 người ở trước sân khấu nhưng mà tôi nghĩ là chúng tôi làm rất tốt và chúng tôi sẽ có một vài sự kiện thế này trong năm 2020. Nhưng chắc chắn đó là một khởi đầu rất tốt đẹp. Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Tôi muốn trung lên vì đợt quảng cáo mới mà chúng tôi cố gắng lan truyền điều này theo cách chúng tôi muốn thể hiện trách nhiệm xã hội. Tôi nghĩ nó thật tuyệt diệu cũng như mọi thứ về công ty này vậy. À, thú vị khi ông đề cập tới trách nhiệm xã hội. Tôi sẽ quay trở lại chủ đề đó trong buổi nói chuyện của chúng ta, nhưng chỉ để làm rõ lý do tại sao lại quan trọng tới vậy với những sự kiện cỡ lớn. Ý tôi là từ ngoại tuyến dịch chuyển tới trực tuyến trên nền tảng Rawan. Tại sao nó lại quan trọng tới vậy? Những sự kiện thế này. Tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng, bởi vì bạn biết đấy, và có lẽ là 170 quốc gia phân bố khắp thế giới. Và chúng tôi không thể gặp họ. Chắc hẳn chúng ta sẽ có những sự kiện thế này thì họ có thể nhìn thấy, cảm nhận và cùng lắng nghe được chúng tôi. Luôn có những tinh đồn xoay quanh nhưng khi tôi và Sonat ngồi với nhau như thế này, chúng tôi luôn có những ý tưởng như nhau, tầm nhìn tương tự về những nơi chúng tôi muốn đi, muốn trở thành. Tôi cũng tin rằng thương mại là một công việc rất khó khăn, một vài người đánh giá thấp chúng và bạn cần cảm hứng, bạn cần được thúc đẩy mạnh mẽ và cung cấp động lực. Nên tôi nghĩ những loại ám ảnh này mà chúng tôi có sẽ khiến mọi người thấy rằng chúng ta là một phần của cộng đồng lớn hơn, là một phần của sự chuyển động, họ sẽ cảm thấy sự gắn kết, cảm hứng và năng lượng từ đó có dùng vô số lý do tôi nghĩ nó quan trọng còn ông thì sao đúng tôi hoàn toàn đồng ý với ông đồng thời một bức ảnh truyền tải được hơn cả ngàn lời nói sự kiện mà chúng tôi tạo ra sẽ được dùng nhiều lần sau đó mọi người chia sẻ chúng như ở các buổi họp hàng ngàn buổi họp mỗi ngày mà và cùng với lúc đó thì khi chúng tôi tập hợp mọi người lại với nhau chúng tôi cũng tạo ra nhiều nguồn tư liệu tuyệt vời có thể dùng được cả tuần hàng tuần sau đó hay thậm chí là trong suốt một thời gian dài có thể sử dụng rất lâu tôi nghĩ mạng lưới trực tuyến thông minh đầy ở ngoài kia họ đã thực hiện sự kiện thông qua chúng họ đã nói chuyện ở quán cà phê họ mua một tấm vé đưa nó lên mạng và rồi bán được vé cho người khác xem có thể ngoài kia một triệu hai triệu người đang xem điều này bây giờ vậy nên đây là một trong những cách một trong những sản phẩm mà chúng tôi có để hỗ trợ và cũng là cách để bán gối dự án và chương trình giáo dục nó cũng khá vui đối với chúng tôi nữa Đúng Thật sự rất là vui Đúng vậy <laughs> Song song với việc là một công cụ bán hàng tuyệt vời Nó cũng là vài tiếng tràn ngập sự giải trí Ý của tôi là Nếu như bạn có niềm vui Thì là mọi việc cũng dễ dàng hơn Như Johan đã nói Hầu hết mọi người không thích bán hàng Nhưng khi bạn gồm những điều thú vị Thì thật sự nó đơn giản hơn rất ừ. nhiều ừ. Vậy hãy quay trở về lúc đầu, bởi vì Crowd One là một phần của ICT, tức là kỹ thuật ảnh hưởng đám đông. Các ông có thể nói sơ, dù tôi chắc chắn rằng mọi người đều đã quen thuộc rồi, nhưng hãy sơ lược về loại hình của chiến lược kinh doanh của ICT. Có thể là bắt đầu với ông, một trong những CEO. Ờ, tiến vào việc kinh doanh này, tôi không thật sự biết về ngành công nghiệp mà tôi chưa từng hoạt động bao giờ. Nhưng tôi nhìn thấy những tiềm năng tuyệt vời ở việc xây dựng mạng lưới thương mại nhất thế giới, hoàn toàn phá vỡ cách thức bán và phân phối phần mềm, ứng dụng và dân dân, đồng thời khả năng xóa bỏ sự phân chia kỹ thuật số để mọi nơi trên thế giới tốt hơn khi mà thường thì phải chờ đợi 10, 15, 20 năm cho một phần mềm. Chúng ta cơ bản có thể thay đổi thế giới, chúng ta có thể biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, chúng ta có thể làm tăng trưởng sự phát triển và chúng tôi đang thực hiện điều này từ góc nhìn môi trường chúng tôi làm mọi thứ trực tuyến mọi thứ kỹ thuật số mọi thứ đều lưu động chúng tôi ở ngay thời điểm của sự phát triển quan trọng nhất mà thế giới từng thấy như trực tuyến di động kỹ thuật số và thúc đẩy sự tăng trưởng và thịnh vượng vào những vùng còn thua xa mọi nơi nên tôi nghĩ nó rất quan trọng và để thực sự thực hiện điều này bạn biết đấy chúng tôi không muốn bất kỳ sự phê bình nào chúng tôi muốn mọi người yêu thích việc chúng tôi làm và hiểu điều này và để thực hiện điều này chúng tôi cần sự đồng thuận hoàn toàn hoàn toàn minh bạch trên cả minh bạch và cả sự đồng thuận. Chúng tôi giờ ở 150 hay 170 quốc gia rồi. Nabibia thì không thích việc chúng tôi làm, nên chúng tôi phải điều chỉnh và có chi tiết hơn ở đó. Nhưng chúng tôi cần phải xem xét từng quốc gia, và chúng tôi cần đồng thuận hoàn toàn với luật pháp khác nhau ở bất kỳ đâu bạn tìm thấy. Đây là một quá trình nên việc đặt ICT ở một quốc gia là quan trọng. Luật pháp châu Âu, quy định châu Âu, luật ngân hàng châu Âu, mọi sự đồng thuận nên chúng tôi cần phải thực quan hảo. Và khi chúng tôi như vậy, mọi người ở đâu cũng sẽ yêu thích chúng tôi thôi. Họ yêu thích chúng tôi ở khắp nơi. Chúng tôi sẽ có mọi sản phẩm cần thiết để cung cấp mọi người ngoài kia với mọi thứ họ cần để đưa họ từ vị trí hiện tại đến đến nơi họ mong muốn và để thực sự tạo ra một tương lai phồn thịnh, tươi đẹp cho mỗi cá nhân muốn gắn kết với Trao Quan và ICT. Đúng. Và lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có khả năng làm điều này. Ý của tôi là có hàng triệu triệu người có kết nối mạng mỗi ngày. Điều này đã không thể thực hiện trước đây. Tôi đã ở trong ngành công nghiệp này khá nhiều năm, và hầu hết các công ty đều đã thử làm việc này, nhưng mà đều thất bại trước đây. Lý do lớn là vì họ xây dựng những doanh nghiệp quá khó khăn, quá khó để tạo ra những bản sao còn rau quanh của chúng tôi tất nhiên thì như joha đã nói hoàn toàn minh bạch và chúng tôi muốn có khả năng tiến đến với nhiều người nhưng mà rau quanh nên mang đến cảm giác như một nền tảng mạng xã hội thông thường thôi rất dễ để vận hành trong vài phút bạn đã vào hệ thống trong vài phút bạn có thể giải thích cho người khác và người khác có thể hiểu ngay lập tức và tất nhiên đó là sự di động thực tế thì hầu hết mọi người trên thế giới đều có điện thoại di động trong người và đó chính là thứ duy nhất mà bạn cần tôi nghĩ đó là đơn giản nhất ừ đó là thứ duy nhất bạn cần bởi vì cả hai ông đều rất có kinh nghiệm trong ngành, cả hai đều đã có những dự án kinh doanh thành công, kể cả kinh nghiệm thất bại cũng là một phần của cuộc chơi, không hẳn là trò chơi mà chính là việc kinh doanh ha. Nhưng làm thế nào, hai người gặp nhau và tia sáng đầu tiên nào đã làm Crowd One và ICT dịch chuyển theo hướng đi đó vậy hả? Khá nhiều năm về trước, tôi nhìn thấy Chô Hân. Thật khó để không nhìn thấy Chô Hân, nếu như bạn sống ở Thụy Điển tôi rất yêu thích ý tưởng của ông ấy về tương lai của kết nối mạng và dự đoán của ông ấy về tương lai đã rất tốt thật sự cho tới bây giờ là rất tuyệt vời và có lẽ là một trong những ý tưởng tốt nhất trên thế giới hiện nay cho nên như vậy tôi đã chủ động liên lạc với ông ấy và có một buổi thuyết trình cực ngắn tầm khoảng 8 tiếng, rất ngắn thôi. Và thực sự thì cũng rất dễ sao chép. Rào thang máy sao? Đúng vậy, đúng vậy. Rào thang máy trong 9 tiếng. Nhưng không, đùa thôi. Tôi đã giải thích và chúng tôi bàn luận qua điện thoại trước khi gặp. Tôi biết Johan thích kết nối mạng và thương mại và mọi thứ tôi muốn thực hiện như biến thế giới thành một nơi tốt hơn bằng cách bước ra ngoài thế giới. Tôi nghĩ rằng tôi không biết ông muốn gì, nhưng mà chúng tôi đã gắn kết khá nhanh chóng. Tôi đã tôi đã gặp jonas ông ấy có lượng năng lượng phi thường rất có cá tính một người bán hàng cực kỳ tốt đối với một nhà khởi nghiệp những người đẹp nhất trên thế giới là người bán hàng ông ấy đã thuyết phục tôi về tầm nhìn lâu dài và chân thực rằng họ thật sự có cái mà họ muốn tạo ra muốn tạo nên sự thay đổi Ông ấy rất có tính thuyết phục nói rằng, Johan, tôi thực hiện được nó rồi, tôi có cái cần thiết rồi, nó di động, và nó... Và bạn biết đấy, chúng tôi cần làm việc này, rồi chúng tôi bắt đầu xem xét các công ty bán sản phẩm kỹ thuật số khác, bởi vì lúc đầu tôi cho rằng chơi game và bài bạc chỉ là không không không, Tất cả là sản phẩm của các công ty kỹ thuật số khác bởi vì chẳng có sự phân bổ hay hậu cần có khả năng to lớn để giảm giá khủng và đồng thời có mức qua hồng khủng cho các networker. Và rồi, tôi bắt đầu xem xét chúng, sự phân chia kỹ thuật số và nói rằng, ông đúng rồi, chúng ta chỉ cần làm tốt việc này thôi, chúng ta cần hoàn toàn minh bạch, chúng ta cần hoàn thiện chúng. Và rồi, bạn biết đấy, chúng tôi tin tưởng ý tưởng của nhau và tầm nhìn về nhu cầu ở tương lai. Và khi chúng tôi kết luận, chúng tôi duy trì ICT và tiếp quản một phần lớn của Trao Quan và rồi khi sắp xếp mọi việc và tầm nhìn lại với nhau, nó sẽ thật đẹp. Tốn rất nhiều công sức, chúng tôi rất độc lập về mạng lưới và thành viên của chúng tôi để có thể lâu dài và trung thành với chúng tôi như chúng tôi với họ, tận tâm với những gì chúng tôi muốn làm. Nhà phát triển sản phẩm sẽ đến và nói về vấn đề này. Đây chỉ là cách để chúng tôi tạo ra cơ hội và tiếp cận thị trường mà mọi người không nhìn đến trong 10, 15 năm tiếp theo đó là trách nhiệm xã hội từ phía họ còn chúng tôi sẽ cho ra những sản phẩm này thành viên của chúng tôi sẽ tìm thứ phù hợp với họ và chúng tôi sẽ cùng tạo ra những điều tuyệt vời từ đây tôi nghĩ thực ra một trong những điều mà tôi học hỏi từ ông bởi vì lúc chúng ta bắt đầu bàn bạc về việc hoạt động với nhau tôi rất tập trung vào việc với một thứ mà thôi bởi vì tôi biết sẽ khá khó khăn với một số người để tạo ra bản sao sẽ khó để làm việc với nhiều thứ cùng một lúc nhưng mà khi chúng ta ngày càng phát triển công ty và có nhiều công cụ hơn, đã nói chuyện với nhiều công ty hơn, tôi mới bắt đầu nhận ra chúng tôi có lẽ có khả năng làm việc với nhiều thứ khác nhau nhưng vẫn rất dễ để hoạt động. Bởi vì hệ thống đang ngày càng trở nên tốt hơn rất là nhiều. Và dĩ nhiên điều tốt nhất, tất nhiên là sẽ có rất nhiều thứ khác nhau rồi. Vậy mọi người có thể tìm thứ gì đó hoặc là một vài thứ gì đó mà họ rất thích để có thể làm việc cùng lúc. Lúc đầu thì tôi hoàn toàn nói không, bởi vì chúng ta cần một thứ có khi là hai. Và năm nay là năm 2020. Chúng tôi sẽ có rất nhiều thứ. Tôi nghĩ là mọi người sẽ hoàn toàn thích chúng. Dưới cương vị là một người bán hàng, tôi có thể thấy sẽ chẳng có vấn đề gì hết cho mọi người làm việc với chúng. Khi ông nói về điều gì đó, ý ông là các lĩnh vực khác nhau sao? Cả lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ, sản phẩm trực tuyến. Ờ, oh, thì ra là vậy. Tôi gọi các sản phẩm là thư viện. Bạn biết đấy, có thể cô thì thích chiếc led, ông ấy thì có thể thích kinh dị, còn tôi thì có thể thích cổ điển. Nhưng chúng ta đều đến cùng một thư viện, đến các kệ sách và lựa chọn thứ chúng ta thích. Càng nhiều trí tuệ nhân tạo mà chúng ta có thể xây dựng vào trao quan, thì chúng ta càng có thể hiểu. Nhưng 20 triệu người thì có 600 ngàn Ngàn bác sĩ, 600.000 bác sĩ này có thể bán phần mềm không định hướng đến thị trường của họ trong 15 đến 20 năm với tỷ lệ của mức giá mà họ nhắm đến, ví dụ như ở Mỹ hay ở châu Âu và nó sẽ không làm phiền đến bất kỳ ai cả, như là việc sách kinh dị ở thư viện làm phiền đến tôi vậy nhưng chúng ta đều biết rằng thư viện và cộng đồng trong nền tảng này cách chúng ta dùng hệ thống giao dịch và tương tự chúng ta đều là một phần của chuyển động này của gia đình này bởi vì bạn nên đến các sự kiện trực tuyến đó là thứ duy nhất mà tôi thiếu ở đây đó là sự tận tâm tuyệt vời của họ tôi có thể thấy các thành viên có người là thành viên không hề vì họ muốn bán thứ gì cả họ có thể muốn mua thứ chúng tôi có chỉ là chúng tôi tiêu thụ họ một cách khác nhưng chỉ là một phần của bầu không khí tràn đầy cảm hứng tuyệt diệu này những con người đầy năng lượng đam mê cam kết thứ keo gắn kết chính là năng lượng và sự tận tâm niềm đam mê rồi chúng tôi sẽ có thể có những đoạn khác nhau cho những cá thể khác nhau tôi cũng nghĩ rằng kỹ nguyên mà chúng ta đang sống thì chủ nghĩa người tiêu dùng đang dần đi khá xa với ít nhất là tiêu thụ đại chúng nên là tôi nghĩ có thể đó là chìa khóa của điều này kiểu như việc xây dựng một cộng đồng toàn cầu và ông thì đang ra mắt tạp chí và hơn như vậy nữa vậy nên đầu vào và đầu ra của sự kết nối và có thể là phương diện giáo dục thêm vào đó là bán và mua Ờ, tôi tin rằng việc mua thứ tệ hại sẽ hỏng sau một tuần thì đúng rồi. Chúng tôi sẽ không thực hiện theo cách tương tự do vấn đề môi trường, do lãng phí tiền bạc. Nhưng chúng tôi sẽ mua nhiều và nhiều thứ hơn, nhưng mua những phần mềm rất tốt và tinh vi nhắm vào giáo dục chúng ta truyền ta cảm hứng, mua vui cho chúng ta. Và tôi cần khoản thương mại, khoản giao dịch tiền bạc của việc tạo ra thứ có thể bán ra, bởi đó mới thực sự là thứ kiếm ăn cho mọi người. Nhưng chúng tôi có thể không nhất thiết phải mua một chiếc xe nhựa dở trong hai tiếng hay hai tuần. Sẽ tốt hơn khi mua một thứ gì đó thú vị, kỹ thuật số, lâu bền và không quỷ hoại môi trường như cách mà chúng ta quỷ quại thiên nhiên trong hàng thập kỷ qua vậy. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Chúng tôi cũng biết rằng, mọi người, rất nhiều người, và hầu hết là mọi người, sẽ sớm thôi, dành ra nhiều tiếng hơn mỗi ngày. Sớm thôi, mọi người sẽ dành lượng thời gian tương tự mà họ dành ra cho công việc thường ngày của họ, nơi họ kiếm tiền, và họ dành thời gian ngồi trước chiếc điện thoại mà không kiếm được gì hết doanh nghiệp quanh, khái niệm quanh sẽ giống như một cái ví mà bạn đặt vào đó lượng thời gian trực tuyến và tất nhiên càng nhiều dịch vụ và sản phẩm trực tuyến mà chúng tôi có thể cung cấp thì khả năng càng cao lượng thời gian mà bạn dành ra trực tuyến sẽ càng có giá trị vậy cho nên lúc đầu nó sẽ là một trò chơi trực tuyến ý tôi là hơn 5 triệu người chơi game trực tuyến mỗi tuần có rất nhiều game nổi tiếng với chim chóc và thứ mà mọi người làm mỗi ngày. Nhưng mà chúng tôi sẽ ở danh mục của tất cả sự giải trí như thế giới phim ảnh và thế giới du lịch. Ý tôi là mọi thứ mà bạn có thể làm hôm nay với chiếc điện thoại. Bạn có thể sống trên điện thoại và điều đó thực sự rất quan trọng. Ví dụ như cô cũng có nhắc tới tạp chí thì tạp chí cũng sẽ có hai mặt của nó. Trước hết, đó là một cách hay trên tạp chí trực tuyến để lan truyền thông tin và tổng kết thông tin mỗi tháng. Bởi vì chúng tôi sẽ có nó mỗi tháng. Nó sẽ ra đồng thời với các sự kiện trực tuyến. Nhưng điều thứ hai là chúng tôi sẽ thực sự in tạp chí. Tôi tin rằng, kể cả khi thế giới thay đổi trong 20 năm qua, thì hầu hết chúng ta vẫn là những con người của trước đây. Sự tiến hóa không hề thay đổi não bộ của chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ thích cảm giác của giấy báo. Cho nên, như vậy cùng nhau, thực hiện công việc trực tuyến, hỗ trợ với tạp chí thực, nơi mọi người có thể thực sự xem về Rao One sâu sắc hơn, xem mọi sản phẩm dịch vụ, chuyện gì đang xảy ra ở công ty, vân vân. Đó là một sự đồng vận. Chúng tôi sẽ thay đổi ngành công nghiệp này theo nhiều cách, và đó là một khía cạnh khác của nó. Nói về chuyện thay đổi ngành công nghiệp, phá vỡ ngành công nghiệp và tương tự, tôi cũng nghĩ rằng sự tăng trưởng này, lũy thừa này, đã rất rộng lớn rồi. Khi ông nhìn vào số lượng thành viên, ý tôi là 3,5 triệu thành viên hôm nay rồi. 3,6 triệu. Ờ, 3,6 triệu. Ý tôi là ông ra mắt vào năm 2000. Ờ, hiện tại thì chúng tôi có hơn 30.000 thành viên mới vào ngày hôm nay. Ừ và điều đó thật là tuyệt vời. Vậy chiến lược tiến về phía trước sẽ là gì? Và trong khoảng thời gian lũy thừa này nữa, hãy thử nói rằng tương lai trong 2 năm, bởi vì chúng ta đang ở trong kỷ nguyên rất mỏng manh ha, ông nghĩ sẽ ở đâu? Tầm nhìn của ông trong 2 năm gần nhất? Nếu bạn tôi biết được từ phía ICT của tôi rằng tôi cần xây dựng sản phẩm như thư viện tôi cần có những người tìm xem họ cần gì và muốn gì để có thể làm những việc họ cần làm tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng đồng thời bạn biết đấy với số lượng người chúng tôi cùng phát triển chúng tôi vẫn chưa hề phát triển nhanh như thế này cho phía người của bên tôi cho phía bộ phận hành chính phía bộ phận kỹ thuật và dịch vụ khách hàng nên tôi có lượng công việc kinh hoàng phải xây dựng tổ chức để hỗ trợ chúng và công việc khổng lồ này trong việc tìm tất cả những sản phẩm và hợp nhất sản phẩm của công ty với cấu trúc it cấu trúc it của chúng tôi khiến nó có thể không chỉ cho người của chúng tôi tiêu dùng và mua bởi họ thôi mà còn để bán cho bên thứ ba mọi điều và việc minh bạch trong việc hợp tác tổ chức chuyên nghiệp đều là tiêu điểm của tôi trong hai năm tới và ông ấy có thể thấy có thể thấy rằng thực ra thì tôi không muốn ông ấy buồn ngủ cho nên mục tiêu của ông ấy là làm khó đời tôi đấy đúng nhưng đó là lý do chúng tôi làm việc tốt cùng với nhau bởi vì johan là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp ông ấy biết mọi thứ và quen biết mọi người có khi là hầu hết mọi người trên thế giới này. Ông ấy có những mối quan hệ cần thiết và đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Công việc của tôi và tất cả các nhà lãnh đạo và tất cả những người làm việc với phần xây dựng mạng lưới là tất nhiên, cung cấp những điểm thưởng tốt nhất, sự đề bạc tốt nhất, trường hợp tốt nhất và công cụ tốt nhất cho mọi người, tạo bản sao của doanh nghiệp. Và mục tiêu của tôi là tạo ra cùng với đội ngũ, một mạng lưới lớn nhất từng được xây dựng. Vậy nên, đó là một khối công việc khổng lồ. Nhưng mà chúng tôi thực sự đã làm rất tốt cho tới thời điểm này. Jonas có lẽ là người tốt nhất trong thế giới đang làm việc này rồi. Ý tôi là sự tăng trưởng chúng ta đã thấy mà công ty đạt được năm nay. Nó thật tuyệt vời, và ông ấy làm việc 24 trên 7, thu hút hàng đống người này làm các cuộc hội thảo qua mạng và nói chuyện với mọi người khuyến khích và thu hút họ và thu hút nhiều lãnh đạo trên thế giới hơn nữa đó là một công việc cực khủng theo tôi nghĩ vậy dạ. và điều hay ho thực sự là chúng tôi có bản sao đang trong tiến trình với bộ phận lãnh đạo ở công ty chúng tôi có những người tuyệt vời ở công ty như là peter jacobson và những người có hàng ngàn hàng ngàn buổi họp lãnh đạo chúng tôi có bộ phận lãnh đạo tuyệt vời tôi nghe nói qua số liệu rằng chúng tôi có hơn 10.000 buổi họp ở khắp thế giới vào mỗi ngày, nơi mà những nhà lãnh đạo khu vực làm những công việc tuyệt diệu. Tôi không thể làm nó một mình. Có hàng ngàn và hàng ngàn người tuyệt vời đang làm việc mỗi ngày trên khắp nơi trên thế giới. Um, tiện thể khi nói về lãnh đạo, um, bởi vì điều đó cũng dịch chuyển tới việc làm nhà lãnh đạo, những nét tiêu biểu phẩm chất gì mà các ông thấy quan trọng ngưỡng mộ hoặc muốn gửi đến các thành viên ở cả cấp độ cá nhân và cả chuyên nghiệp nữa. Tôi nghĩ rằng họ cần phải thực sự hiểu, tin tưởng và thích tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi muốn những người mong muốn xây dựng những gì chúng tôi muốn làm. Thực sự muốn dựng nên những thức sẽ truyền sức mạnh cho cộng đồng và lan truyền sự giàu có đến những nơi cần chúng tạo ra việc làm. Chúng tôi cũng muốn học tin rằng đúng vậy, chúng tôi sẽ đưa công ty này ra công chúng, sẽ trở nên Amway và Herbalife hoặc họ sẽ có công ty thương mại công khai rất được tôn trọng, nơi họ cũng có cơ hội tham gia trong phương diện đó của việc kinh doanh. Chúng tôi cần xây dựng lòng tin với nhà lãnh đạo để họ thấy đây không phải là thứ đến và đi. Tôi cũng đã gặp vài nhà lãnh đạo mà John Zonat đã có hầu hết các cơ hội tiếp xúc. Tôi muốn đây là việc xây dựng mạng lưới cuối cùng của tôi. Tôi muốn điều này sẽ kéo dài 10 năm, 15 năm. Và đó là hoài bảo của chúng tôi và đây sẽ là thứ rất 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 bền vững và lâu dài lâu dài hơn nữa. Tôi tin là như vậy đó, thật sự. Đúng vậy. Bởi vì đồng thời khi chúng ta đang nói về các con số lớn và chúng tôi sẽ tạo ra những con số lớn đấy. Đã có hàng triệu, hàng triệu và hàng triệu ở năm 2020 rồi. Nhưng đồng thời, tầm nhìn lâu dài rất quan trọng, và tôi nghĩ đó cũng là điều thay đổi của chúng tôi so với rất nhiều công ty khác ở một điểm chính là chúng tôi tập hợp một nhóm người phía sau cánh gà với kinh nghiệm từ giới kinh doanh truyền thống và đó cũng chính là lý do bạn tìm thấy chúng tôi ở đây 10, 15 năm nữa kể từ bây giờ. Tôi có thể chắc chắn điều đó. Ừ. Um... Nhưng điều cũng rất quan trọng cần được hiểu là việc Sonat đã làm để xây dựng mạng lưới này là không thể hiểu được. Với 3,5 triệu người trong mạng lưới của chúng tôi, Herbalife thì có 2,8 triệu. Herbalife, Herbalife có 3.800 nhân viên, còn chúng tôi thì có 4.550. Vậy nên có một sự bất cân xứng ở đây trong việc xây dựng tổ chức, đồng nghĩa với việc mạng lưới của chúng tôi cần tính kiên nhẫn và thấu hiểu rằng các sản phẩm này sẽ không có liền trong 24 tiếng đâu. Chúng tôi cần bạn biết chúng tôi đang rất cố gắng làm việc để tích hợp tất cả các sản phẩm. Chúng tôi đang thương lượng và chúng tôi đang làm những bước cuối cùng để ký các điều khoản đồng thuận. Nó sẽ tốn thời gian nhưng chúng tôi đang tích cực làm việc. Chúng tôi biết rằng các bạn sẽ sớm thành hàng trăm người, sẽ thành 150 người rồi thành hàng ngàn nhân viên bên chúng tôi để hỗ trợ mạng lưới. Sonat sẽ bắt tôi nai lưng ra để làm được 6 rồi 20 triệu. Đúng vậy. Tính ra thì đã được khoảng 5 tuần, cho đến khi khoảng 5-6 tuần nữa, cho đến sự kiện trực tuyến thế giới tiếp theo. Nhưng mà những gì bạn thấy bây giờ cũng là những thứ tốt nhất rồi, là cái tốt nhất từng được làm trong ngành công nghiệp này rồi. Nhưng sự kiện tiếp theo sẽ dài như giải ngân hà vậy. Chắc chắn đấy. Tôi không thể chờ được, không thể. Sự kiện tiếp theo sẽ dài như giải ngân hà vậy. Tôi nghĩ tôi thực sự có thể ngồi đây và nói rằng nếu hôm nay chúng ta có 3,6 triệu, tôi theo ông ấy bắt đầu đổ mồ hôi rồi kìa. Ông ấy nên như vậy. Đúng vậy, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt 5 triệu trong khoảng thời gian 2 năm đó. Đúng, Tôi nghĩ là 5 triệu <laughs> Tôi tôi cũng có suy nghĩ Bởi vì chúng ta đã thấy một sự tăng trưởng lũy thừa rồi Tôi đang nói về cả phía ICT với tài năng riêng của ông Và những người cùng làm việc với ông Và cả về các thành viên Ông biết đó Văn hóa cũng rất là quan trọng Khi chúng ta đang càng nói về nhiều thứ hơn Công ty thì có những mục đích, nhiệm vụ Nhưng cũng có văn hóa công ty và dân dân Đặc biệt là khi các ông đang phát triển rất nhiều Còn có cả tập trung vào giới tính và sự đa dạng Đặc biệt hơn khi nhìn vào các quốc gia cái ông mang tính toàn cầu, ông sẽ bao gồm chuyện đó như thế nào khi ông đang mở rộng nhanh như vậy. 25 năm trước tôi tôi đã xây dựng biểu tượng Media Lab. Nhưng 25 năm trước thôi mà một nửa hội đồng quản trị của chúng tôi là phụ nữ rồi, một nửa lượng quản lý là phụ nữ ở công ty. Chúng tôi là một công ty IT có nghĩa là theo truyền thống nó đã vốn có lượng nam giới nổi trội hơn rồi nhưng chúng tôi cũng đang tích cực giải quyết các vấn đề này bởi vì chúng tôi nghĩ về cơ bản nó rất quan trọng và vì thế những người mà chúng tôi tuyển dụng mấy người thế hệ x phải không nhỉ cách họ gọi ấy y hay z gì đó họ đều mong đợi chúng tôi có một yếu tố vệ sinh dù những vấn đề này không phải là thứ để bạn thuyết phục người khác đi nữa bạn biết đấy nếu chúng tôi không bền vững ki cường nếu chúng tôi không có mục đích hay nhiệm vụ, những thứ như vậy, họ sẽ chẳng còn muốn làm việc với chúng tôi. Và nếu họ không muốn làm việc với chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể thành công. Vậy nên chúng tôi sẽ có... Ý tôi là chúng tôi đã cho thấy với cuộc xúc tiến độc nhất của chúng tôi, chúng tôi đã cho đi một lượng lớn các gói giáo dục đến mọi người bởi vì chúng tôi muốn giúp đỡ những khu vực con người cần việc làm chúng tôi đã bắt đầu rồi chúng tôi sẽ tuyển dụng cô gái người sẽ làm đội trưởng cho phần trách nhiệm xã hội của chúng tôi chúng tôi đang làm việc để tiếp cận với liên hiệp quốc về dự án tác động kỹ thuật mà họ có cho cả thế giới đó cũng là lý do chúng tôi có cái tên kỹ thuật tác động đám đông bởi vì chúng tôi biết chúng tôi muốn làm việc tốt chúng tôi có tổ chức để xem xét khía cạnh giới tính và mọi hành động này bởi vì chúng tôi muốn trở thành công ty tốt nhất về tất cả mọi mặt tất cả mọi mặt luôn thực sự ờ công ty của tương lai hoàn toàn thế đấy ờ với những di sản vậy chỉ một lưu ý nhỏ nữa thôi cũng có thể có ích đây bởi vì khi ông có sự tăng trưởng này cùng với ngành công nghiệp mạng lưới và MLM, nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm và các lời phê bình dân dân. Ông xoay sở chuyện đó như thế nào khi công ty còn non trẻ và ông biết đó sẽ luôn có sự chỉ trích ông giải quyết việc đó như thế nào. Điều này cũng sẽ tốt cho các thành viên trong trường hợp họ trải qua việc đó hoặc họ đối mặt chuyện đó như thế nào đây. Chúng tôi có một đội ngũ tuyệt vời để làm việc với mảng luật pháp của công ty và bộ phận đó của công ty luôn luôn phát triển. Khi nói tới phương diện truyền thông, thì thực sự nó khá là phức tạp, bởi vì họ có thể viết bất kỳ điều gì mà họ muốn, kể cả khi là ở năm 2020. Bởi vì có rất nhiều nhà báo tin rằng, nếu như bạn xây dựng một nhóm người, thì nó sẽ là trái pháp luật, và lúc đó thì bạn chỉ có thể cười trừ mà thôi. Và tôi nghĩ rằng, có thể phải tốn cả vài năm nữa trước khi mọi người nhận ra tương lai sẽ xoay quanh việc có một doanh nghiệp trực tuyến có rất nhiều người nổi tiếng ở mảng công nghệ trên thế giới đã kêu mọi người phải chuẩn bị đi bởi vì chúng ta đang nhìn thấy quá nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay bị cách ly con người không thể tiếp tục công việc thường ngày điều này đã cho chúng ta thấy và tôi tin rằng đây không phải lần đầu tiên thực sự rất ngu ngốc khi tin rằng điều này xảy ra lần đầu tiên vậy cho nên để chuẩn bị sẵn sàng cho thế giới với những trường hợp tương tự như vậy thì cần phải xây dựng một thế giới và chuẩn bị nó cho việc kinh doanh trực tuyến một doanh nghiệp mà bạn có thể xây dựng từ nhà hoặc bất cứ đâu đôi khi thì cũng thật buồn khi truyền thông tin rằng việc chúng tôi làm khiến chúng tôi là những kẻ xấu trong khi chúng tôi làm những điều ngược lại và họ bảo vệ những kẻ thực sự xấu trước kia những kẻ thực sự sở hữu tất cả số tiền còn việc chúng tôi làm là chọc thủng quả bóng để số tiền đó rơi xuống hàng triệu hàng triệu người dù bạn đã ở đâu bạn có thể ở bất kỳ quốc gia nào bạn có thể ở trong xe trong nhà ở tàu điện ngầm điều đó không ảnh hưởng gì hết bạn không cần đến một chỗ làm chính quy Tôi hy vọng có thể trong vài năm tới, những việc đang xảy ra trên thế giới có thể đẩy nhanh tiến độ một chút. Và việc chúng tôi đang làm sẽ được mọi người hiểu rằng xây dựng mạng lưới không phải việc xấu, mà đó là việc tốt nhất mà bạn có thể thực hiện. Tôi cũng nghĩ rằng nếu như nhìn vào cách mà kết nối mạng được xây dựng ngày hôm nay, nó được xây dựng theo cách người chiến thắng sẽ có tất cả. Ý tôi là họ đã nô dịch quá con người theo phương diện kỹ thuật số bằng cách cướp hết nội dung, công việc mà họ đã dành ra nhiều ngày thực hiện trên mạng xã hội. Chúng tôi ở đây để thay đổi điều đó, phá vỡ nó. Chúng tôi đang trở thành mạng lưới phân bổ cho vô số các nhà khởi nghiệp để họ phân tán phần mềm của họ theo các phương thức mới đến những khu vực mới. Chúng tôi khiến điều đó có thể để mọi người thực sự giúp đỡ các nhà khởi nghiệp này đạt được khách hàng mới và không gửi số tiền đó vào chi phí sở hữu khách hàng cho thung lũng Silicon. Chúng tôi trả tiền đó ra như qua hồng cho những dùng mà con người khao khát cần công việc và tiền để tra sức giúp có rất nhiều phần quan trọng như vậy đấy trong công việc phá vỡ mà chúng tôi đang làm. Và chúng tôi cũng đang đưa ngành công nghiệp mạng lưới này đến một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Chúng tôi đang xem xét nền kinh tế Gin và nói rằng bạn cần thêm công việc, bạn cần làm vậy. Và chúng tôi đang cho mọi người hoài bảo. Bạn biết đấy, nếu tôi muốn sẽ đề cử nó trên mạng xã hội một tháng một lần, đó thực sự như một nắm bắt mới về tiếp thị có ảnh hưởng. Chúng ta đang nói về mọi người với 500 bạn bè trên mạng xã hội có khả năng làm việc đó. Nhưng tôi nghĩ phần quan trọng nhất khiến mọi người tin chúng tôi, khiến chúng tôi tốt hơn hết những người khác là bởi chúng tôi đang đưa công ty vào Tây Ban Nha, tuân thủ nguyên tắc châu Âu, tuân thủ nguyên tắc pháp lý. Chúng tôi sẽ hoàn toàn minh bạch với quyền sở hữu, quản lý, nhà sáng lập và vì lý do đó, chúng tôi <laughs> có thể chứng minh rằng chúng tôi cũng phải chứng minh tôi sẽ đưa công ty này ra công chúng để bạn và mọi người biết rằng họ cần có sự minh bạch hoàn toàn về mọi thứ rồi chúng tôi sẽ chứng minh rằng lượng tiền chúng tôi gửi đến các mạng lưới và cách mà lượng tiền đó sẽ thay đổi như thế nào ừ và cũng để tổng kết một chút bởi vì tôi nghĩ hàng triệu thành viên của ông ý tôi là một trong vài số họ hoặc các nhà lãnh đạo nhà sáng lập hoặc một vài nhà khởi nghiệp ở đâu đó ông biết đó như lúc ông khởi nghiệp vậy chỉ là cho họ một số lời khuyên mà thôi um, lời khuyên nào ông muốn có khi ông bắt đầu và trở thành nhà khởi nghiệp để um, khiến cho họ thuận tiện bắt đầu hơn một chút đó mà nếu có thể bắt đầu thì tôi yêu thích thương mại. Tôi bắt đầu buôn bán. Khi tôi còn là một cậu bé như thế này, tôi luôn bán cho ông khi còn nhỏ bởi ông là cư dân. Tôi bán cá cho người địa phương vào mùa hè. Tôi bán đồ ngọt ở các trận đấu bóng. Rồi tôi còn bán báo và tạp chí, thương mại và một sự trao đổi tuyệt đẹp nhưng lại là một sự trao đổi khó nhằn. Bởi vì 99% người mà bạn gặp sẽ nói không. 90% số đó sẽ thật thô lỗ và nói không. Để bán được hàng được 100%, trong một lần thì bạn cần phải. Xin chào, bạn cần có thái độ, tinh thần. Đó là lý do việc có nguồn cảm hứng và động lực là rất quan trọng. Bạn cần có đam mê, tận tâm, có 200 lần nói không và 200 lần gõ cửa từ nhà. Không phải ai cũng có thể kiếm được tiền từ buôn bán. Rất nhiều người còn chả muốn bán hàng. Họ không muốn làm việc này. Đó là lý do chúng tôi có 200 người đến một tiệm cà phê để xem sự kiện mà chúng tôi tổ chức hôm nay. Bởi vì lúc đó chúng tôi đã thực hiện quá trình buôn bán cho họ rồi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể giúp mọi người và truyền năng lượng cho họ. Nhưng tôi nghĩ rằng, bạn biết đấy, tôi vẫn luôn nói đi nói lại một điều. Peter Jacobson cũng nói mãi chuyện này. Hãy có động cơ, tập trung, đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ chấp nhận câu trả lời là không. Ờ, liệu rằng có thể mọi người đều nói thương mại thì không hẳn, nhưng cũng đang dịch chuyển thành việc trở thành nhà khởi nghiệp, bởi vì đó là một danh hiệu mà bạn có thể nắm giữ và cảm thấy được cho sức mạnh. Còn thương mại thì có thể là một trong những khía cạnh mà bạn thực sự làm. Đúng. Tôi... Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà cô nói. Và tôi nghĩ điều chúng tôi có thể giúp mọi người ở rau quanh chính là, như chúng tôi đã từng nói trước đó, là tạo ra hệ thống mà bạn bán, bán nhưng không thực sự là bán hệ thống sẽ bán cho bạn và chưa có ai làm việc này trước đây mọi thứ từ công cụ thuyết trình đến mọi điều khác đã được thực hiện theo cách ý của tôi là khi tôi bắt đầu ngành công nghiệp này thì một bản thuyết trình ngắn thôi, cũng một tiếng rưỡi rồi. Nhưng bà biết đấy, một người bình thường chỉ có thể tập trung trong 40 giây thôi. Vậy ngay từ đó, bà đã có vấn đề rồi. Cho nên mục tiêu của chúng tôi là tiến đến gần 40 giây nhất có thể. Nếu như bạn có một hệ thống với 40 giây, thì bạn vẫn cần tinh thần của một nhà khởi nghiệp để có thể cung cấp được phần đó nhưng mà chúng tôi đang xây dựng công cụ để mọi người không cần phải ghi chép hàng trăm tờ giấy ghi chú bởi vì đó chính là điều mà mọi người đều học qua suốt năm tháng tôi cũng học như vậy mà người bán hàng tốt nhất là người có thể ghi chú nhiều nhất và tôi nghĩ mục tiêu khi chúng tôi bắt đầu chuyện này là xây dựng một công ty mà bạn không cần phải ghi chép quá nhiều thứ để số lượng ghi chép càng ít nhất càng tốt đúng vậy và ở sự kiện trực tuyến thế giới tiếp theo thì chúng tôi sẽ ra mắt một thứ là mục tiêu của tôi khi mà tôi bắt đầu chuyện này tôi có lẽ sẽ gọi nó là nguồn nguyên liệu tối ưu cho việc sản xuất bản sao để bạn lôi kéo mọi người vào quá trình Bạn vẫn luôn cần phải có một tinh thần Của một nhà khởi nghiệp Và tôi vẫn có mục tiêu Tất nhiên rồi Với những thứ khiến cho bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng Điều đó tất nhiên là rất có ích Nhưng nói nên Có cảm giác như một mạng xã hội thông thường Chẳng hạn như quá trình đăng ký Và tất cả mọi thứ Để cho mọi người nhìn vào Và có thể nhìn thấy rằng Ồ, oh, đây chính là thứ dành cho tôi Tôi không cần sản phẩm làm tóc này hay là thứ gì đó. Ồ, oh, họ có tất cả mọi thứ và chúng nhảy lên trước mặt của tôi và tôi thì chỉ muốn đi lối này. Và còn một điều nữa, trước khi tôi quên mất, bởi vì nó rất quan trọng nên tôi muốn nói với tất cả mọi thành viên. Trước đó chúng tôi đã nói về khoản hợp pháp và tất cả mọi thứ. Bởi vì thật quan trọng để mọi người đều biết rằng chúng tôi có rất nhiều người trên khắp thế giới đang giải quyết vấn đề này và nói chính là điều ưu tiên cao cấp nhất. Chúng tôi có thể nói rằng kể cả khi truyền thông đôi khi muốn hiểu sai cách thì chúng tôi vẫn luôn giải quyết mọi thứ và chúng tôi rất nghiêm túc với chuyện này. Chúng tôi quan tâm tất cả các thành viên đang làm tốt việc của họ. Nếu như có vấn đề gì, chúng tôi vẫn luôn ở đây ở phía họ để bảo vệ cho họ và cho họ thấy rằng chúng tôi luôn luôn ở phía sau họ luôn luôn Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, bởi vì dù điều này liên quan tới rất nhiều công việc, nhưng nó cũng bao gồm việc kết hợp các công việc với cuộc sống. Cuộc sống là Có gì? Đúng không? Chính xác đó. Cũng là điều tôi tính hỏi. Đặc biệt trong thời gian này, chúng ta đang sống ở thời khắc mà sức khỏe cũng là tiền. Nên tôi muốn hỏi một ít về quan điểm cá nhân từ hai ông. Ngoài làm việc ra, ông tìm thấy năng lượng, hồi phục từ đâu để quay lại. Ông biết đó, để cân bằng những thứ khiến ông tư vui, hạnh phúc với... Và tất nhiên, ICT và Crowd One. Tôi có thể bắt đầu không. Vợ tôi, các đứa con và gia đình có tầm quan trọng không ngờ với tôi. Chúng tôi đã kết hôn được 25 năm rồi. Các con tôi thì 20, 21 và 19 tuổi. Chúng tôi sống ở quốc gia tốt nhất thế giới, Tây Ban Nha và cũng là thành phố tốt nhất thế giới, Madrid. Nên bạn biết đấy, có rất nhiều thức ăn, văn hóa, âm nhạc, thời tiết tốt, rượu ngon. Có rất nhiều cách để giải trí bản thân khi bạn sống ở một quốc gia tuyệt diệu như vậy. Tôi nghĩ thật tốt khi chúng tôi có một công ty Tây Ban Nha nơi chúng tôi có tất cả bộ phận dịch vụ khách hàng ở đó, bộ phận tài chính ở đó, với tôi thì điều đó vô cùng quan trọng. Và gia đình nữa. Và tôi cũng phấn đấu từ nguồn năng lượng tôi có được từ Sonat và làm việc. Và hàng triệu gia đình của các thành viên. Đúng vậy. Đó chính là ý tưởng rất hay đấy. Tôi thấy gia đình rất quan trọng. Nhưng đồng thời, cảm xúc mỗi ngày mà bạn có được từ các mạng lưới trực tuyến cũng rất quan trọng. Một vài ngày trước thôi, Tôi tổ chức sinh nhật, nên không lên mạng được trong khoảng 20 tiếng. Và rồi tôi quay lại, ý tôi là có rất nhiều người làm việc với chuyện này. Nhưng mà có khoảng 850, không phải lời chúc mừng, mà là những câu hỏi. Nhưng với tôi thì nó là những lời chúc mừng rồi. 850 câu hỏi. Đúng vậy, chỉ sau 24 tiếng thôi, hỏi chúng tôi muốn việc này, chúng tôi bắt đầu cái này rồi, ở quốc gia này vân 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 và vân vân nên ông đã nói lời cảm ơn vì món quà sinh nhật vì mọi câu hỏi đó đó là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có thể nhận được đúng vậy mỗi ngày và nhìn thấy những con số nhìn thấy mọi người leo lên chiếc thang sự nghiệp trong công ty ý tôi là có rất nhiều người ở các quốc gia đang thực hiện công việc mà họ làm thật không thể hiểu được không thể tin được làm sao mà họ có thể làm nhanh tới như vậy Mỗi ngày bạn trở nên khiêm tốn hơn và bạn có sức mạnh bằng cách giúp đỡ cố gắng giúp xây dựng một hệ thống tốt nhất và tất nhiên bởi tất cả những con người tuyệt vời ở công ty trong những ngày cuối cùng tạo nên sự kiện trực tuyến này những con người xung quanh chúng tôi thì thực sự thực sự là họ rất tuyệt vời là công sức tập thể đúng vậy khi bạn nhìn thấy những người thật tận tâm đam mê và rất biết ơn từng có nhiều người bước đến phía tôi và nói cảm ơn vì đã đưa mọi người ra khỏi đói nghèo ở châu phi bạn biết đấy bạn sẽ cảm thấy thật khiêm tốn bởi điều đó và tôi cũng không biết đã biết bao nhiêu lần tôi gửi email kết nối với những người gửi nhiều thứ và nghĩ rằng chúng tôi không thể khiến họ thất vọng được chúng tôi phải tìm ra những sản phẩm này chúng tôi phải tạo nên ảnh hưởng mà chúng tôi có thể thông qua việc đem sự trao đổi buôn bán đến những khu vực này và trong vài tuần qua chúng tôi đã được nhìn kỹ hơn điều gì đang xảy ra với mọi người ở rất nhiều quốc gia khác nhau đây là một khoảng thời gian khá khó khăn chúng tôi thực sự đã được thấy rất gần ở ngay trong công ty chúng tôi đúng vậy một vài người ý tôi là ngay cả johan cũng có một khoảng thời gian khó khăn với những chuyện đang xảy ra chúng tôi đang nhắc tới cơn đại dịch đúng vậy tất nhiên rồi thực ra thì một trong số nhân viên của chúng tôi nó chính xác hơn là một trong số các cố vấn trong đời tôi chỉ vài ngày trước thôi chúng tôi nhận ra rằng ông ấy sẽ vượt qua vậy cho nên đó là khoảng thời gian rất khó khăn có thể một vài tuần vừa qua hoặc là một tháng qua điều đó sẽ khiến cho bạn cố gắng hơn nữa khi mà bạn thấy mọi người cần công việc này hơn lúc nào hết nên tôi nghĩ rằng toàn thể công ty, toàn bộ sự quản lý, mọi thứ, chúng tôi đều cố gắng hơn một chút mỗi ngày để việc này được xảy ra với mọi người trên khắp thế giới. Ừ. Johan và Jonas, cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ quan niệm của các ông và vì những gì các ông đã làm. Tôi chúc các ông những điều tốt nhất sẽ đến và tôi muốn nói với tất cả các bạn hãy giữ an toàn, giữ sức khỏe và hãy tiếp tục đam mê cũng như vui vẻ. Ừ. Chúng tôi sẽ gặp lại bạn sau ở sự kiện trực tuyến tiếp theo, 6 tháng, 6 tháng phải Đúng không? Đúng vậy, không thể chờ được nữa. Không thể chờ rồi. Chúng tôi sẽ phá vỡ một kỷ lục. Chính lần nữa. xác. <laughs> và xin cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tất cả các bạn. Chúng ta sẽ sớm có một buổi phỏng vấn thêm với một vài người ở đội ngũ quản lý. Vậy hãy giữ an toàn nhưng hãy giữ kết nối mạng nha.